Trong lễ này, chúng ta vinh với gia đình kính xoa tân phú siêu tả ơn ba đấng, gia đình hào hồng khoa siêu tả ơn Chúa, tạ ơn Thánh Maria và Thánh Giuse. Chúng ta cùng dứt lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Giáo Thần Trời Đấng, Chúa đã đấu cho con người lao động để kết thúc công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả du xe tiếng cầu cho các quan vinh quang của người kế lai là Chúa và nhiệm vụ Chúa đã giao phó. Hầu được hưởng niềm vui Chúa đã giữ cho tôi tơ thành. Mong cầu xin nhận khi suy đô là Chúa và hạ Chúa đứng con ngày sống và kinh trí cùng Chúa. Nên với Chúa thân thành muôn vơ muôn đời. Bye.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ta được khôn, ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thờ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm của chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hồi còn bé, trong cái thời bao cấp hay là qua bao cấp một chút xíu, con hay nghe người lớn nói với nhau: lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói là ở tù. Nói cũng được, nhưng hãy nói lời yêu thương, nói lời thiện nhất, nói tầm bậy tầm bạ, không ở tù nhưng là gây sự mất đoàn kết trong cuộc sống của chúng ta. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói, chưa nói tới chuyện ở tù, nhưng mà những người nói nhiều thường là không được trân trọng trong cuộc sống. Mà đặc biệt ngày hôm nay chúng ta thấy xin lỗi từ trong nhà ra ngoài phố, từ trong hẻm ra ngoài chợ, chúng ta toàn là gặp thánh chỉ không ạ. Trong giáo xứ cũng có nhiều thánh chỉ, trong tộc đoàn cũng nhiều thánh chỉ rất chăm chỉ, đi chỉ cho người khác là, còn mình thì không là gọi là thánh chỉ. Thích chỉ lắm, nhưng mà không bao giờ đụng tay vào hết. Lang thang thì chết đói. Có những con người đói nhưng mà không bao giờ chịu làm việc, bởi vì ngồi đó chờ sung sục. Và vị thư cầu đoàn, lao động là vinh quang, đúng như vậy. Bởi lẽ con người của chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, ai ai trong chúng ta cũng cần cái ăn và cái mặc. Để rồi mỗi người trong chúng ta có thể là lao động trí óc, có thể là lao động chân tay. Và trong cái lao động đó, điều đầu tiên chúng ta lao động là để cho vinh quang mỗi người. Nhưng người Kitô hữu của chúng ta không dừng lại ở vinh quang của mỗi người, mà chúng ta được mời gọi xa hơn là cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa và làm đẹp công trình sáng tạo của Chúa, cũng như không vì những của ăn hay hư nát mà là tìm kiếm những lương thực trên trời. Thế nhưng rồi chúng ta thấy trong cuộc đời này mãi mãi vẫn có sự giặt con của con người. Có người lao động thì đi tìm vinh quang của mình và quên đi tìm vinh quang của Thiên Chúa. Để rồi người ta trục lợi với nhau. Các bà, các cô chắc có lẽ kinh nghiệm nhiều hơn con khi đi ra ngoài chợ. Đi ra ngoài chợ, miếng thịt thì nó ôi, nhưng mà người ta két két một chút xíu hóa chất vô, thịt của tôi hôm nay ngon lắm đó bạn, mua về ăn mới biết. Một lần nọ có đi đến cộng đoàn nữ kia ngồi chơi trong phòng khách, chấn cái quỳ trỏ của cái ghế nó gãy. Mặc dù bên ngoài nó rất đẹp, hóa ra cắt sơ đi mua đồ giả. Bản thân con cũng thế, cũng gặp rất nhiều đồ giả và thậm chí gặp cả người giả. Bởi vì sao? Bởi vì trong họ
họ lao động, họ không đi tìm cái vinh quang của Thiên Chúa, họ không đi tìm cái vinh quang của cộng đồng, mà họ đi tìm vinh quang của cá nhân. Đáng tiếc thay, trong thời đại dịch, có những con người rất khôn ngoan để đi làm ra khẩu trang giả và thậm chí cả nước rửa tiệt trùng giả. Bởi vì trong cái đầu của họ nó đen tối, và cuối cùng ra cái sản phẩm của họ cuối cùng là phá hoại người khác. Ngày hôm nay, người Kitô hữu của chúng ta được mời gọi cân nhắc, suy nghĩ trước khi quyết định làm một điều gì đó. Cách đây cũng khá lâu, trong một buổi hội thảo, có một người đứng lên nói giữa cộng đồng: kính thưa cộng đoàn, với nghề y tá nhiều năm, con đứng trong vai trò phục với một bác sĩ phá thai, nhưng con cảm thấy lương tâm con cắn rứt và con quyết định bỏ cái nghề đó. Và từ nay con chấp nhận con mất việc để con đi tìm việc khác. Và có một cô dược sĩ ra trường đi làm bán thuốc tây ở cái quầy thuốc đó, bán thuốc ngừa thai đắt như tôm tươi. Thế nhưng rồi cô ấy phải nghỉ làm bởi vì công việc đó áy náy lương tâm. Kính thưa cộng đoàn, đó là những mẫu gương trong cuộc đời mà họ can đảm, họ chọn lựa, họ lao động không phải tìm vinh quang cho họ mà họ tìm vinh quang cho Thiên Chúa. Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, chúng ta phát hiện ra một khuôn mặt ngẫu mực cho mỗi người chúng ta làm việc không phải cho mình mà làm việc vì vinh quang của Thiên Chúa, đó chính là Thánh cả Giuse. Từ khởi đầu khi vừa đính hôn với Maria, nếu như với tự do của cá nhân và cái tôi của mình, Giuse có quyền bỏ Maria, thế nhưng mà trong thánh ý của Thiên Chúa, Giuse lặng lặng và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Khi trở về làng quê Nazareth, Giuse lại lặng lẽ làm cái nghề thợ mộc để làm đẹp cho đời và làm đẹp cho Thiên Chúa bằng cách nuôi người con tên là Giêsu. Con trộm nghĩ rằng chắc có lẽ trước đây thánh Giuse cũng đã làm việc và lao động để nuôi Đức Mẹ, nhưng mà đỉnh điểm mà để cho thánh Giuse dâng hiến đời mình và làm việc theo thánh ý Thiên Chúa hơn, đó chính là lúc mà gặp lại con trên đền thờ sau khi bị lạc. Ngồi giữa các tử tế và tứ tế trong đền thờ, Chúa Giêsu nói: cha mẹ tìm con chăng? Cha mẹ biết rằng là con đang làm việc nhà cha con sao? Và đâu đó trên hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu cũng đã hơn một lần nói: cha ta làm việc và ta cũng làm việc. Và phải chăng mẫu gương của thánh Giuse về lao động chính là mẫu gương của mỗi người chúng ta? Cần lắm sự lặng thinh nội tâm, lặng thinh tâm trong tâm hồn, để chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta từ lao động vật chất cho đến lao động ra chân tay. Nếu như chúng ta chạy theo kiểu của người đời, chúng ta sẽ cân gian bản lận. Nói tới đây, con lại nhớ đến một chuyện của một linh mục của dòng tên. Lúc còn làm thầy, con mới nghe kể. Thầy xin phép cha giáo tập cho đi ra ngoài bán trái cây. Cha giáo tập cho ngài đi ra ngoài đi bán. Mấy cái người đứng bán ở ngay ngã tư Thủ Đức cho một cái chàng thanh niên này đứng bán. Nhưng mà sau đó tuổi đi, bởi vì cân của anh ta là 1 ký, còn cân của những người xung quanh là 8 lạng. Cuộc đời này nó là như thế đó. Nếu như người ta không dựa vào thánh ý Chúa, người ta sống không trong thánh ý Chúa và người ta không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa, thì rất dễ 1 ký còn 7 lạng. Và người ta vẫn vui vẻ để đi làm hàng gian hàng giả, để đi lừa nhau, để đi tìm vinh quang cho mình. Ngày hôm nay cùng với giáo hội và toàn thể xã hội, chúng ta mừng ngày quốc tế lao động, chúng ta mừng lễ thánh Giuse lao động, chúng ta được mời gọi lắng đọng tâm hồn để nhìn vào khuôn mẫu của thánh Giuse cũng như Chúa Giêsu: cha ta làm việc và ta cũng làm việc. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta qua lời chuyển cầu của thánh cả Giuse, cho mỗi người chúng ta hăng say lao động, không phải chỉ đi tìm những của ăn hay hương nát,
mà là đi tìm lương thực trường sinh, và đặc biệt xin cho chúng ta trong mỗi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta tìm thánh ý của Thiên Chúa và lao động vì vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải vinh quang của mọi người chúng ta. Thank you.
Chúng con tha thiết Ngài xin Chúa cho chúng con khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên ngôi nhờ Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời nội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiến toàn hội thánh trong nước mình. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Elazo, Giám mục Giáo Phận chúng con và toàn thể hoàng giáo xin. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ăn nghề trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng yêu thương chúng con đã lên trọn trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào bữa ăn sáng công nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sơ sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm đến Trinh Nữ, các thân tông đồ và toàn thể các thân đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô công Chúa. Chúng nhờ người với người và trong người mà mọi danh sứ và vinh quang được quy về Chúa là Cha và năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần về muôn đời. Thank you.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã lấy những vương mới trời nuôi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con biết noi gương Thánh Giuse để lại mà làm chứng về đức ai. Chúa đã tuôn đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó con sẽ được hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin nhật ký tu Chúa chúng con. Lễ xong, anh chị em đi bình an.